Đây, đây là xong lần thứ 13 của anh rồi nha. Bây giờ ba hình quá nhiều trên cơ thể. Rồi, chữ mà anh xong trò chữ ý nghĩa quá. Ai mỗi lần xong một lần là ba bốn hình liên tiếp gì đó. Là bài thông của tôi đó nha mọi người. Đây là xăm sóng không đó. Quá dữ. Đúng là anh Hiếu Bến Tàu á. Quá dữ đúng không? Ừ. Quá trời đẹp vậy. Quá chắc luôn. Chân nè. Quá dữ. Đủ hả? Đủ rồi. Nhiều quá rồi. Nhiều quá. Phải đây, này là kết thúc. Tiếp tục anh, tiếp tục đi, nghỉ luôn hả? Nghỉ luôn. Thì như đây là về tập thể dục. Anh thấy tướng cũng sáu múi đùm la nha. Này chưa có múi nào một múi. Chưa hả? Ok. Xong lấy động lực của tập thể dục.